Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây len cho bé có phần dây cài ngang như thế này. Ở phần thân mình móc các cái mũi đơn từ đỉnh dài xuống. Phần gót dây thì móc các cái mũi kép đơn. Đây là phần mặt đế. Ở phần dây cài ngang thì có cài một hạt nút ở đây. Đây, mẫu dây như thế này. Thì dụng cụ gồm có len miêu cô kim móc mình dùng kim móc hai đầu số 4. Kéo cắt len. Và một hạt nút dùng để cài cái phần dây quay ngang. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mặt đế. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày lên như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này thì mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân dày, móc cái phần mặt trước này từ cái đỉnh dày xuống. Thì cái mẫu dày này mình không dán đế nên mình sẽ để cái mặt phải xuống phía dưới. Các bạn gặp đôi mặt đế lại. Thì khi gặp đôi mặt đế lại ở cái điểm đầu tiên này nè, các bạn sẽ thấy được một cái mũi móc ở đây. Các bạn đếm ngược ra cho mình 3 mũi móc. Sau đó ta đâm kim vào cái chân móc thứ ba này. Đây, đâm kim vào đây, đâm kim cho mình vào cái chân ở phía trong nha. Đây. Sau đó đưa sợi len ra phía sau mũi móc, móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc kế bên á. Đây, ở đây nó có hai chân móc nè, các bạn móc cho mình vào cái chân ở phía trong nha. Móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Sau khi móc được 5 mũi móc đơn liên tiếp thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này nè, cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong nha, móc vào đây một mũi dời. Thì cái hàng đầu tiên của mình được 5 mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái chân móc kế tiếp này một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại thì khi quay ngược đầu móc lại các bạn đưa cho mình ngón tay cái ra phía sau mũi móc nè, sau đó quay cái phần mặt đế lại như thế này. Đây. Ở cái hàng móc đầu tiên khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này. Đây, để khi đây các len không phải giấu len nhiều. tiếp tục ở năm cái chân móc của cái hàng móc đầu tiên này nè các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên á móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc ba chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân móc cuối cùng móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này móc vào đây hai mũi móc đơn Thì ở hàng móc thứ hai này mình tăng được hai mũi móc, tức là ở hàng móc này ta được 7 mũi móc, tăng mũi ở đầu và cuối cái hàng móc. Tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái chân móc kế bên của mặt đế này, móc vào đây một mũi dời. Các bạn móc cho mình đâm kim từ ngoài vào trong của chân móc. Đưa len ra ngoài. Sau đó đâm kim từ ngoài vào trong mũi móc, cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía trong nha. Móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng. Sau đó cũng đưa kim ra phía ngoài. Đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo quay ngược đầu móc lại thì ở hàng móc tiếp theo này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng thứ hai này nè móc vào cái chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc các cái chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Ở chân móc cuối cùng này các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này. Thì ở hàng móc này ta cũng tăng được hai mũi móc ở đầu và cuối hàng móc như thế này. Tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái chân móc kế bên của mặt đế, á, cũng móc vào cái chân móc ở phía trong nha. Móc vào đây cho mình một mũi dời để kết thúc hàng. Sau đó cũng dùng mũi dời và đâm kim lên cái chân phía trên, móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Thì khi quay ngược đầu móc các bạn cũng đưa ngón tay cái ra phía sau mặt đế, sau đó quay mặt đế lại như thế này, đây. Ở cái hàng móc tiếp theo này, chân móc đầu tiên cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc và cái chân móc cuối cùng ở đây cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Các cái chân móc còn lại thì mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình tương tự như các cái hàng móc mà mình vừa móc. Đây, các cái chân móc còn lại này mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ta cứ móc lần lượt cho đến cái chân móc cuối cùng. Chân móc cuối cùng móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì ở hàng móc tiếp theo này ta cũng tăng được hai mũi móc ở đầu và cuối hàng móc như thế này. Mặt phải của hàng móc này nằm bên trong của chiếc giày nên khi nối với cái phần mặt đế các bạn cũng đưa kim ra phía ngoài, đưa kim ra phía ngoài như thế này, đâm kim vào chân móc kế bên của mặt đế sau đó móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng tiếp tục đưa kim ra phía ngoài đâm kim vào chân móc kế bên của mặt đế móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo sau đó quay ngược đầu móc lại ở hàng móc này các bạn cũng tăng cho mình một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc làm tương tự như các cái hàng móc mà mình vừa móc á các bạn cứ móc tương tự cho mình các cái hàng móc còn lại tăng dần đều cho đến khi cái độ rộng của cái phần đỉnh này nè vừa ôm sát với cái ngón chân của bé đây cái độ rộng này nè Vừa ôm sát cái phần ngón chân của bé thì các bạn ngưng Chân móc đầu tiên cũng tăng cho mình một mũi Tức là ở đây móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc Các cái chân móc còn lại thì mỗi chân móc móc một mũi móc đơn Và chân cuối cùng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc Đối với các hàng móc mà cái mặt phải của hàng móc nằm bên trong chiếc giày á thì các bạn cũng đưa kim ra ngoài và đâm kim từ ngoài vào trong của cái chân móc nha tất cả các cái chân móc các bạn cũng đâm kim từ ngoài vào trong hết cũng làm tương tự cho mình các cái hàng móc còn lại thì ở đây mình đã móc lên được 8 hàng móc tương đương với cái hàng cuối cùng là 19 mũi móc thì cái độ rộng của cái phần đỉnh giày này đã vừa đủ để ôm với cái phần ngón chân của bé các bạn tiếp tục đưa kim ra phía ngoài đâm kim từ ngoài vào trong chân móc móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng khi cái độ rộng của cái phần đỉnh giày này vừa đủ để ôm ngón chân của bé, các bạn móc tiếp cho mình các cái hàng móc tiếp theo cho đến khi ta đạt được 1 phần 3 chiều dài của mặt đế. Cũng đưa kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên, móc một mũi giờ để gây nên hàng tiếp theo. Ở cái hàng móc tiếp theo này ta sẽ không tăng mũi nữa. Nè các bạn móc cho mình mỗi chân móc, móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân móc đầu tiên cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, ở chân móc cuối cùng cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào cái chân móc này. Đây. Tương tự mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn vào chân móc này thì cái số mũi móc của cái hàng móc tiếp theo này nè sẽ bằng với cái số mũi móc của hàng móc ở phía trên nha đây tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần mặt đế móc vào một mũi giờ để kết thúc hàng và móc vào chân kế bên một mũi giờ để gây nên hàng tiếp theo sau đó các bạn cũng móc cho mình một hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc á ta không thêm mũi ở đầu và cuối cũng móc cho mình cái số mũi móc cho đến khi được 1 phần ba của chiều dài mặt đế khi quay ngược đầu móc các bạn cũng đưa ngón tay cái ra phía sau, sau đó quay cái phần mặt đế lại như thế này. Đây, và móc cho mình một hàng móc tương tự. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục đưa kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc và móc một mũi giờ để kết thúc hàng. Thì cái chiều dài của phần đỉnh dài này đã đạt được 1 phần 3 của mặt đế là 1 phần 3 của các cái ngón chân như thế này nè 1 phần 3 còn lại mình sẽ để cái khoảng trống này để móc cái phần dây qua ở đây nè chừa ra một cái khoảng trống như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân ở phía sau hàng móc đầu tiên của phần thân sau là mũi nửa kép cho nên là các bạn đưa kim cho mình lên phía trên của cái phần mặt trước này nè đây đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên á đâm vào đây và móc một mũi dời sau đó quay ngược đầu móc lại đối với những bạn mà kết thúc cái hàng này ở cái điểm phía bên này nè thì các bạn sẽ dời lên cho mình một mũi móc ở đây dời lên một mũi móc và bắt đầu phần dây phía sau nha cái chân móc đầu tiên của phần mặt đế các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía trong nha đây ở đây có hai chân móc nè các bạn luồn kim từ phía trong ra đâm kim cho mình vào cái chân ở phía trong như thế này nè đây đâm kim vào đây móc một mũi móc đơn vào chân móc này Chân kế bên cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong. Đây, các bạn đâm kim vào cái chân ở phía trong như thế này. Đây. Móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào cái chân ở phía trong. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng đâm kim vào cái chân ở phía trong và móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng, ở chân móc cuối cùng các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía trong, móc vào đây một mũi móc đơn. Mặt phải của hàng móc này nằm ở phía trong của chiếc giày, cho nên khi nối các bạn cũng đưa kim ra phía ngoài, đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần đỉnh giày á, đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Thì khi lật cái mặt đế lại ta sẽ thấy được cái mũi móc ngoài cùng của mặt đế nè. Đây, giống như các cái mũi móc ở cái phần đỉnh giày nha. Tiếp tục ta đưa kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc tiếp theo của cái phần đỉnh giày á, đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Một lần nữa đưa kim ra phía ngoài, đâm kim vào chân móc kế tiếp, móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Thì ở hàng móc thứ hai này mình sẽ móc là các cái mũi kép đơn, cho nên mình sẽ dời lên hai mũi móc để móc các cái hàng móc kép đơn này nha. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục nối cho mình vào cái phần thân trước. Các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên này và móc vào cái chân kế tiếp một mũi dời để kết thúc hàng đâm kim từ ngoài vào trong như thế này móc vào đây một mũi dời sau đó đưa kim lên phía trên chân móc kế tiếp móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn khi móc được hai mũi móc đơn liên tiếp hai chân móc kế tiếp này các bạn móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc Ở các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho mình, ở cái đầu bên này các bạn cũng chừa ra cho mình 4 mũi móc ở đây, chừa ra 4 mũi móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở bốn chân móc cuối cùng này, hai chân móc kế bên này, mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. và hai chân móc cuối cùng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau đó đưa kim ra phía ngoài đâm kim từ ngoài vào trong chân móc tiếp theo của phần đỉnh giày móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng tiếp tục đưa kim ra phía ngoài đâm kim lên chân móc phía trên và móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo quay ngược đầu móc lại móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn Chân móc thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư cũng móc một mũi móc đơn. Chân thứ năm cũng móc một mũi móc đơn. Thì ở đây mình đã móc được 5 mũi móc đơn liên tiếp với nhau như thế này. Đây. Tiếp tục các bạn móc tiếp cho mình vào cái chân móc kế bên này, hai chân móc kế bên này, mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến cái điểm phía bên này, ở đây các bạn cũng chưa ra cho mình chín mũi móc nha, chưa ra chín mũi móc ở đây, móc đến cái chân móc thứ 10. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. thì ở đầu bên này mình đã chưa ra được chín mũi móc các bạn tiếp tục móc vào cho mình cái chân móc thứ chín và thứ tám hai chân móc này mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc chân móc thứ bảy đây chân móc thứ bảy này các bạn móc cho mình một mũi móc đơn từ mũi móc đơn này các bạn móc lên cho mình một dây móc xích dài 15 mũi móc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 35 Khi móc được 15 mũi móc xích thì cái phần dây cài ngang này đã cài được qua cái phần đối diện bên này, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, móc vào cái chân móc thứ 15 một mũi nửa kép. Móc lên một mũi móc xích, bỏ qua cái chân móc bên cạnh và móc vào cái chân kế bên một mũi nửa kép. Thì ta đã tạo được một cái lỗ để cài nút ở đây như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích cũng bỏ qua chân móc kế bên và móc vào cái chân bên cạnh một mũi nửa kép móc lên một mũi móc xích tương tự bỏ qua chân móc bên cạnh và móc vào chân kế bên một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng thì ở đây mình đã tạo được nhiều lỗ để mình điều chỉnh cái phần cài nút ở đây tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và cũng bỏ qua chân móc bên cạnh móc vào chân kế bên một mũi nửa kép lên một mũi móc xích bỏ qua chân bên cạnh và móc vào chân kế bên một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại khi đã đủ các cái khoảng trống để cài nút thì ở các cái điểm gần cuối này nè các bạn móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc Khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của cái mũi đơn đầu tiên này nè móc vào đây cho mình một mũi nửa kép bỏ qua cái chân móc kế bên này đây bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp bằng mũi móc đơn thì mình đã hoàn thành được cái phần dây cài ngang như thế này tiếp tục các bạn móc tiếp cho mình các cái chân móc tiếp theo mỗi chân móc móc bằng mũi móc đơn và mỗi chân móc cho đến cuối Chân móc cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn vào chân móc này. Sau đó cũng móc vào cái chân kế bên của đỉnh giày móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình đã hoàn thành được chiếc giày ở bên phải như thế này. Đây. Các bạn tiến hành cắt len và giấu cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần viền màu đen ở phía ngoài. Sau khi giấu len thì mình đã hoàn tất được một chiếc giày bên phải như thế này. Đối với chiếc giày bên trái á, khi các bạn móc cái phần dây quay ngang, móc cái hàng thứ tư này các bạn móc lên cho mình 5 mũi móc đơn ở đây. Sau đó từ mũi móc đơn này móc lên cho mình một dây móc xích 15 mũi móc. Và làm cái phần dây quay ngang tương tự như cái phần dây bên này. Móc đến cái điểm này, chừa ra cho mình một mũi móc ở đây, móc vào chân kế bên này một mũi móc đơn. Hai chân móc kế tiếp móc hai mũi nửa kép, các chân móc còn lại móc mũi kép đơn. Ở đầu móc bên này cũng chừa ra cho mình 8 mũi móc hai chân móc đầu tiên móc mũi nửa kép các chân móc còn lại móc mũi móc đơn để mình tạo được cái phần dây quay ngang tương tự như cái phần dây này đây ở mũi móc cuối cùng các bạn cũng dời cho mình vào đây sau đó dấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc thì mình hoàn thành được chiếc giày ở bên trái như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần viền này cái sợi dây màu đen này các bạn đưa ra phía sau mũi móc sau đó chọn một điểm bất kỳ ở cái phần thân sau của giày Chọn một điểm bất kỳ Đâm kim vào chân móc Móc và kéo len qua chân móc Sau đó móc vào cái chân móc kế bên một mũi dời Chân kế tiếp cũng móc một mũi dời Chân bên cạnh cũng móc một mũi dời Làm tương tự cho các chân móc còn lại Cho đến cái phần dây cài ngang này Mỗi chân móc các bạn cũng dời cho mình một mũi móc Dời vào như thế này sau khi móc đến cái mũi móc sát cái phần dây quay ngang này nè, các bạn tiếp tục đưa kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần dây này, đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc một mũi dời, chân kế bên cũng móc một mũi dời, chân kế tiếp cũng móc một mũi dời, làm tương tự cho các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc. Khi móc đến đầu dây thì các bạn móc cho mình vào cái khoảng trống của cái sợi dây móc xích này nè Móc vào đây cho mình một mũi dời Sau đó tiếp tục móc một mũi dời vào cái chân móc kế bên này Cái hàng móc tiếp theo này cũng móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi dời vào mỗi chân móc Dời cho mình cho đến cái phần thân dây Sau khi móc đến chân móc cuối cùng của cái phần dây qua ngang á thì ở đây ta đã thấy được các cái lỗ để cài cái phần nút điều chỉnh nè tiếp tục các bạn móc vào cái chân kế bên của cái phần thân á móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời chân kế tiếp cũng móc một mũi dời thì mình viền được cái phần dây qua như thế này đây tiếp tục các bạn viền cho mình các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi dời vào mỗi chân móc chân móc kế tiếp cũng là cái chân móc cuối cùng để kết thúc cái phần thân á các bạn cũng móc vào đây cho mình một mũi dời đây móc vào đây một mũi dời sau đó tiếp tục móc vào các cái chân móc của cái phần đỉnh dày á mỗi chân móc cũng móc cho mình một mũi dời ở cái phần góc bên này các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi dời và mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng, chân móc đầu tiên để gây nên cái phần viền này cũng là cái chân móc cuối cùng để ta kết thúc. Các bạn cũng đâm kim vào chân móc này móc một mũi dời, sau đó kéo và cắt len. Đối với cái sợi len thừa này nè, các bạn dùng kim đâm kim từ phía trong ra phía ngoài của cái chân móc kế bên á, đây, cái chân móc kế bên này các bạn đâm kim vào đây, đâm kim vào chính giữa của cái mũi móc nha, đây đâm kim vào chính giữa của cái mũi móc như thế này kéo sợi len vào phía trong sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc và may cho mình một hạt nút ở phía bên này đây sau khi giấu len và may nút xong thì ở cái phần dây quay ngang này nè các cái lỗ này mình sẽ dùng để điều chỉnh cho vừa với cái phần chân của bé nha đây cài lại như thế này như vậy là mình đã hoàn tất được một mẫu dây len cho bé cài dây quay ngang xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!